1. Nhịn miệng để bố thí. Thuở Phật còn trụ thế, có vị quốc vương thiết đại hội cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Bấy giờ có một bà lão ăn xin, nghe vua thiết hội thỉnh Phật cúng dường, lòng rất vui mừng, muốn khuyến trợ. Nhưng vì nghèo đói bần cùng, chẳng có vật chi xứng đáng. Nhân xin được ít đãi đậu để ăn, bèn nhịn miệng đem đến góp chung với vua. Lính giữ cửa không cho bà vào, bà đứng ngoài ngõ môn thành khẩn bố thí cho Phật để gieo giống phước đức về sau. Phật đang thọ thực trong đền vua, xa trông biết rõ tâm thành của bà ấy, liền dùng thần túc biến các hạt đậu nhập vào bát của Chư Tăng. Vua thấy các món ăn có món đậu tầm thường như vậy, nổi giận la quở người đầu bếp. Phật ngăn vua: đây không phải là lỗi ở đầu bếp. Những hạt đậu này của bà lão ăn xin ở ngoài thành, nghe vua thiết đại hội đem đến khuyến trợ vậy. Ăn xong, Phật bảo vua: đại vương hôm nay tuy cúng dường long trọng, nhưng phước đức không bằng bà lão ăn xin ấy. Vua ngạc nhiên hỏi: bạch Thế Tôn, vì sao bà ấy cúng ít hạt đậu mà phước báo lại nhiều hơn tôi? Đức Phật đáp: vua tuy thí cao lương, nhưng tiền của bá tánh vua không tốn kém gì. Trái lại, bà lão xin được ít hạt đậu để ăn mà nhịn miệng bố thí, nên phước nhiều hơn đại vương vậy. Nhân đó, Phật thuyết pháp cho nhà vua và bà lão nghe, thảy đều đắc ngộ chân lý. Phụ bình: phàm tu bố thí do chỗ phát tâm, không luận vật thí ít nhiều, tốt xấu, như câu chuyện trên đây đã chứng minh. Giá như nghèo khó chỉ còn một bát cơm mà vui vẻ sớt nửa phần cho kẻ cùng đang đói khó như mình, nghĩa cử ấy có lẽ hơn nhà triệu phú bố thí bớt nửa phần gia sản. Của ấy lòng này ai dễ hơn ai? Như thế, ta nên tùy tiện giúp đỡ mọi người dù ta đang sống trong cảnh nghèo túng, chớ nên đợi giàu có sẽ bố thí thật nhiều. Biết ngày kia ta có giàu có hay rốt cuộc nghèo cũng hoàn nghèo mà không gieo được chút phước duyên như câu chuyện trên đây.